Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hàm Nghi. Nơi đây có cái hiệu bánh Như Lan nè. Hôm nay em sẽ dẫn bà con mình chúng ta cùng đi mua bánh nha. Ở Như Lan ở gần với chợ cũ. Ở đây bây giờ là 12 giờ rưỡi. Chắc lẽ Như Lan thì ai cũng biết rồi ha, nằm trên đường Hàm Nghi, gần tòa nhà Bitexco. Vậy mình vô xem coi bánh như thế nào ha. Hôm nay đi với chị này, yến xào vi cá 250.000, 3 trứng. Mưa rồi thì sao rồi? Mưa rồi, mày chắc mua xong chắc ghé chỗ nào luôn á. Sầu riêng thì 101 à. Vì sao mua vàng hả? À, ngoài đường đang mưa rồi, quá trời mưa luôn. Ủa, Như Lan đây với Như Lan ở vòng vòng ngoài đường có giống nhau không? Ủa, chị Như Lan đây với Như Lan mấy ngoài đường giống nhau không? À, đó là khác. Dừa sầu riêng, đậu xanh sầu riêng, mè đậu đen. À, rồi dừa đậu đen. Sao mua mấy cái? Sao mua mấy cái? Bông ca. Bốn cái vô hộp đó. Bánh 300g 100.000 một cái. Có này bánh gì đó, bánh trung thu vị cà phê, sen sô cô la, nhân phô mai, trứng muối. Cái này mới ha. Quá trời này mua. Tấp nập quầy hàng, buổi tối là sẽ đông hơn nữa. Ồ, mấy cái loại này là sao sao? Ồ, mấy cái loại này là sao, nó không có hộp nữa. À, bánh bể, bánh lỗi á. Chó đi chùa hả? Có bán bình thường thôi chứ có nhân vi cá rồi là không có nè, bình thường vẫn có mà. Bên đây là chúng ta thấy trời đang mưa và khu đường này, trục đường này bây giờ là cái trạm xe buýt rồi. Tuy là buổi trưa nhưng mà cũng có rất là nhiều người đi mua bánh để làm quà tặng, quà biếu, rồi hoặc là mua để ăn, nhưng mà đa số là quà tặng, quà biếu thôi. Đây, chúng ta tiếp tục đi qua đây xem vị bánh nè. Đậu xanh sầu riêng, đậu táo, sen dừa, sen hạnh nhân. Hôm nay mình không thấy. À, đây có rồi. À, cái bánh bự thì là bự luôn nè. À, cái bánh bự này tính ra nó rẻ hơn cái bánh nhỏ à? Hay là thấy nó bự quá thì bự. Là ký 2, cái kia cũng tùy bánh cũng tính theo trọng lượng hết rồi ha.
đủ kiểu. À, đây là có bánh chay nữa nè. Ủa cái hộp này là khác hả ta? Hôm kia là từng cái lựa lựa lựa, hôm nay có hộp sẵn. Người ta vô sẵn cho mình mua dễ như tặng hay gì đó. À, dạng hộp đặc biệt hả? Không. Hộp này tặng hay gì đó, người ta muốn mua mấy cái loại này. Mua nhà ăn có thích loại nào thì ta mua lẹ. À. Wow, bây giờ mình xem bên đây cái nữa. Bánh dẻo, đây là bánh khu vực bánh dẻo. Rất là nhiều. Bình quân 85.000, 80.000. Mấy bánh mặn thì phải trên 100.000 á. Ở trong kia. Bánh mặn tùy trứng là ví dụ như một trứng. Vi cá thập cẩm. À, nghe vi cá mà. Thấy nó có giá trị. Có giá trị rồi đó. Thôi, ở trong kia bây giờ là bánh không luôn rồi, bánh trung thu không luôn. À, mưa rồi bây giờ phải che đậy thôi. À, hồi kia giông bão quá trời. À, chuẩn bị bão số 4. À, bão số 4 vô Sài Gòn nữa. Ngoài đây có gì kẹp á chị, để nó bay á chị. À, nó ướt dày luôn á. Quá con kêu anh. Trời ơi. À, khu vực này là dịch quay. À. À, bây giờ mình bắt mưa ở đây luôn rồi. Wow, quá trời gió luôn. Wow, mình thấy cảnh gió mưa bão ở Sài Gòn. Wow, bữa nay đi đi mua bánh trung thu với người chị. À, người chị làm chung nhưng mà hôm nay mưa quá trời mưa. Thấy mưa ở dưới cảnh tòa nhà ở Sài Gòn, tòa nhà Bitexco. Đó. Định là đi một vòng nữa nhưng mà mưa quá nên thật ra bị vướng ở đây luôn. Có hay gió kìa, trời quá trời gió luôn quá. Chị cho em quạt. Hả? Giờ muốn đi đâu cũng đâu đi được đâu. Ôi gió quá trời gió luôn. Wow. Tại nghe tòa nhà nó cao nên đối lưu lớn. Nhưng thật ra gió. À, nhìn ngoài đường cũng không có ai, còn taxi với xe hơi thôi. À, vì xe máy chạy ngoài đất bay luôn á. Rồi nhìn bên kia là đi ra xíu nữa là bến Bạch Đằng. Ra đây là cầu Móng. Theo trục đường Hồ Tùng Mậu. Rồi bây giờ chúng ta đi về thôi, hết mưa, bớt mưa rồi. Sau 15 phút chờ đợi. Bây giờ mình đi về để hồi trời mưa. Ở đây mùa bánh trung thu này thì ở Như Lan chỉ tập trung cái sản phẩm chính là bánh trung thu thôi.
À, mình thấy trong bích kịch luôn á thì sao? Hả? À, mình thấy trong kho nó bích kịch luôn ha, toàn là bánh trung thu không à? Ừ, làm liên tục luôn á. À. Chụp lên được không? Dạng chắc có lẽ vậy ha, cái loại mà chỉ hình thức mua đi bán lại hả? À, nãy chị đó nói dạng mua đi bán lại thôi, còn đây thì dạng đặc biệt, cũng là thương hiệu Như Lan nhưng mà loại 1, loại 2 ha, cái size bánh nhỏ hơn chút. À, theo hướng này chúng ta sẽ đi về đến chợ Bến Thành. À, mình sẽ đi một vòng ở khu này rồi đi về công ty luôn. Sài Gòn mưa cũng gợi nhớ cho chúng ta cũng nhiều điều về ngày xưa rồi. Mưa, nếu mà mưa mà ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ với cái màn kiến che nhìn cửa sổ thấy cảnh khổ người đi mưa. Nhìn ra cửa sổ thấy cảnh khổ người đi mưa, vật lộn với cơn mưa, với lại cảm giác mà nằm coi tivi chùm mền mà thấy mưa gió, trời đất ơi, ướt không? Bây giờ mấy người bán ngoài chợ là vất vả luôn, người ta dọn không kịp á. Hôm nay mưa cũng nói chung là cũng bất ngờ. Thấy mưa chỗ này là bão. Bây giờ có muốn chạy nhanh cũng không được. Bây giờ mấy người bán trong chợ Bến Thành là khỏe nhất, nhưng mà khách thì người ta ở nhà luôn rồi, ở trong đó thì không có người ra vô, tuy sướng mà khổ. Lớn quá. Chúng ta đang đi đây là đường Lê Lai. Gió thổi mạnh quá. Đúng là mùa thu buồn ấy sao? Mùa thu nó liên quan nhiều cái mưa gió rồi bão bùng. Nhớ trung thu năm nào cũng trời mưa hết á. À, trước khi tới trung thu là cái mưa gió nó cũng liên tục rồi. Xưa thì đốt lồng đèn đi vòng vòng ha, bây giờ có đi ba mẹ cũng cho đi chơi ở nhà, chơi đi chơi đâu ba mẹ chở đi không à, bây giờ trung thu người lớn đi chơi không. Chúng ta đi đây là đường Lê Lai, bên trái là công viên 23 tháng 9 và đi tới xíu nữa có chợ Thái Bình, rồi nhà thờ Nguyên Sĩ, số cảnh mưa gửi bà con cô bác xem
biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại nhìn ra được nhiều điều về cái Tết Trung Thu của ngày xưa và ngày nay. Một số hình ảnh ở khu vực bánh Như Lan và những cái loại bánh để bà con xem chơi cho vui nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là mưa quá lớn. Hồi sáng định mang dép rồi nhưng mà nghĩ hôm nay không có đi đâu nên thật ra trời mưa ở ngoài đường vô nhìn thấy đủ sắc màu hết, trắng đỏ xanh tím vàng, cái sắc màu của áo mưa. Ướt rồi ra. Rồi. Mưa lớn thiệt luôn á. Không thấy đường chạy luôn rồi. Chỗ này ngập luôn. Trời tắm nước. Ngâm dưới luôn. À, Trần Bình Trọng, đây là con đường Trần Bình Trọng chút xíu nữa là sẽ ngập. Bảo đảm cái khúc mà nghe Trần Đạo là hồi ngập mà. Chỗ này hay ngập lắm. Chắc để thay độ quá. Sao nước ở đâu mà nó chảy xuống bụng em vậy ta. Đèn đỏ nữa chứ. Đang chạy xuống cống mà đầy là thua luôn. Không biết hiểu mình thấy cái cống nước này đó. Quay cảnh trời mưa cái video này lạnh quá.